Thầy tên là Lữ Nhật Vinh. Hiện giờ thì thầy là giáo sư chuyên ngành Marketing và giám đốc của trường quản lý trong phần viện Thương mại và Kinh tế của Trường Đại học Quốc gia Australia. Thì công việc của thầy là thầy quản lý một đội ngũ khoảng 60 giảng viên, phó giáo sư và giáo sư trong khoa. Khoa của thầy là có những chuyên ngành như là quản trị kinh doanh và quản lý dự án, chương trình thương mại quốc tế, Marketing. Hiện tại thì vẫn có rất là nhiều cơ hội về những cái chương trình như là công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence chẳng hạn. Chuyên ngành kinh tế và thương mại thì vẫn rất là hot ở Úc và những cái nước khác, tại vì thế giới mình thì lúc nào cũng cần bạn tốt nghiệp có đủ cái khả năng để mà làm những cái chuyên ngành như là kế toán này, tài chính này, marketing này, thương mại quốc tế, quản trị doanh nghiệp chẳng hạn. Thì nghĩ là có 4 kỹ năng rất là quan trọng mà các bạn sinh viên cần phải có. Thứ nhất là phải có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc nhóm. Thứ hai, kỹ năng tư duy phản biện, critical thinking. Thứ ba, kỹ năng về giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Và cái cuối cùng là khả năng thích ứng những cái môi trường làm việc của bên ngoài. Xu hướng tìm kiếm sinh viên từ ngành học nào? 60-70% các bạn học chương trình cử nhân ở Úc là thường thường các bạn học 2 bằng, chẳng hạn như là học chương trình quản trị kinh doanh với lại môi trường, hoặc là toán với tài chính chẳng hạn. Thì đa số các công ty ở Úc, các công ty quốc tế cũng vậy, họ thích các bạn sinh viên có nhiều sở thích. Các công ty này thường là săn đuổi các bạn sinh viên có nhiều kinh nghiệm thực tập rồi học 2 bằng. Tôi rất là hy vọng sẽ gặp được rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam và bố mẹ của mình và gia đình của mình đến tham dự ngày hội thông tin của Trường Đại học Quốc gia Australia vào ngày mùng 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày mùng 4 tháng 8 tại Hà Nội. Bản thân tôi sẽ tham dự ngày hội thông tin đó, cho nên nếu các bạn sinh viên và phụ huynh có câu hỏi nào về học ở Úc như thế nào, làm việc ở Úc như thế nào, thì xin mời tất cả mọi người tham dự ngày hội thông tin đó và tôi sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi mà quý vị có. Hẹn gặp lại các bạn Việt Nam ở ANU.